anh em mày đấy. Đây rồi. Đây rồi. Đây rồi. Đây là hai anh em này anh, à, đây là hai anh em á, cùng cha cùng mẹ luôn đấy. Em này thì nở vào đầu tháng 9 ha, còn em này nở vào đầu tháng 7. Thấy thì anh em nhìn thấy không? Cách nhau chỉ có 2 tháng thôi mà sự khác biệt rất là rõ ràng luôn. Em này thì đã xong lông rồi, răng xong lông rồi và đã chuyển sang giai đoạn là một thanh niên khá là đẹp trai rồi ha. Bước sang giai đoạn là con cống mép rồi. Em này vẫn đang giai đoạn là một con chim chiền ha, con chim chiền. Ai thì nuôi chim con thì nó cũng rất là vui đây. Vì mình phải có cái thời gian ha, mình phải có thời gian mình chăm nó ha, mình chăm nó thì nó mới quấn mình được ha. Nhiều anh em bảo thì nuôi chim con thì cái giọng nó không có hay bằng những con chim bổi ha. Thì con chim bổi thì được cái là cái giọng nó ngoài rừng thì nó học được rất là nhiều của những con chim khác, cho nên là nó học được rất là nhiều một cách giọng hay. Cái chim con đó thì mình vẫn cứ chịu khó lên em ạ, chịu khó thì mình mở lên những cái video của những con chim mình hót khá hay đấy thì cho nó học ha, nó học dần dần thì nó cũng học lên khá là hay rồi. Con này của mình nó thì cách đây khoảng 1-2 tuần nó thì nó hót cũng rất là nó hót bập bẹ lắm nè, thì hôm nay là nó hót khá hay rồi đó, mình thấy nó hót khá chuẩn rồi. Tuy nhiên thì âm thanh nó vẫn chưa có chắc tiếng, nhưng mà hôm nay thì mình thấy là nó đã hót khá là gãy gọn rồi đấy. Và nó con này cũng khá là siêu hót luôn nè. Thì bố của cái đôi này á, thì là 20 cộng ha, con bố 20 cộng và con mái thì tầm khoảng 13 anh em á, 13. Mùa này thì bố mẹ nó để được 4 lứa ha, 4 lứa thì mình cũng giữ lại được 2 con này thôi nên. Còn lại là mình giao lưu với mấy anh em hết rồi. Hai con này là con cống đầu mùa, con này đây là con cuối mùa anh em ha. Con này thì mình cũng phải thả ra lắm đây, nhưng mà đợt này thì mình ít thả. Bởi vì mình cứ thả ra thì nó cứ bây giờ nó sổ lên khá là cứng rồi đấy, cho nên mình nó khá là hăng, nó cứ dí vô mấy cái ao vi của những con chim sẻ của mình mà nó phá nè. Thì mấy con đó nó cũng đang thay lông thì nó hăng quá thì nó đánh qua đánh lại thì dẫn đến là nó sẽ thay lông, cho nên mình cứ thả nha. Anh em thấy nó hót cả không đấy, bên đây thì hót khá là ok rồi, học giọng cũng khá là nhanh ha. Nếu em có thời gian thì mùa sau thì tuyển một hai em chim non ha, non về mình chăm nó cũng vui lắm này, thả ra thả vô coi nó bay nó nhảy thì bên ngoài thì nó khá là thú vị anh em ạ. Rồi, hai anh em này đấy. Đây rồi. Rồi, bye bye anh em ha.